Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nghĩa. Mình đang làm việc tại Delta Gallery Việt Nam, tại bộ phận dệt với vị trí là quản lý dệt. Delta Gallery Việt Nam là một trong những công ty sản xuất hàng may mặc xuất khẩu lớn nhất trên thế giới. Tại Delta Gallery Việt Nam, chúng ta được làm việc trong môi trường đa quốc gia với tất cả các công nghệ mới và tiên tiến nhất hiện đại từ nhiều nước đến từ châu Âu. Ngoài những bất đồng ngôn ngữ khi làm việc với người nước ngoài lúc ban đầu và môi trường làm việc hoàn toàn mới, nhưng với sự hỗ trợ rất lớn từ các bạn đồng nghiệp trong công ty và sự cố gắng của bản thân mình, thì dần dần mình đã đạt được sự tin tưởng từ các cấp quản lý của mình để được có sự phát triển như hiện tại sau 6 năm làm việc tại công ty. Có thể bạn hơi ngạc nhiên khi biết được rằng sự bắt đầu của mình tại Delta Gallery Việt Nam ở vị trí là công nhân dệt, nhưng các bạn thấy đấy, mình đã làm được và biết đâu đấy trong số các bạn đang làm việc tại Delta Gallery cũng sẽ làm được như mình. Các bạn thấy đấy, không phải sự thành công nào cũng là dễ dàng. Có thể mình chọn điểm bắt đầu không như mong muốn, nhưng điểm đến cuối cùng chính là sự nỗ lực và phấn đấu của mỗi người.